người mua, người bán đứng cách nhau 2 mét. Mọi hoạt động giao dịch đều qua hàng rào mềm như thế này. Các tiểu thương và người mua hàng tại chợ 337 Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã quen với việc giao dịch này được 2 tuần nay. Không, mới đầu thì mình cũng sẽ bỡ ngỡ, sau thì mình cũng quen dần đó. Nói chung là nó tốt thôi. Nó tốt cho cộng đồng và tốt cho xã hội mình để tránh cái Covid-19 này. Chúng tôi chỉ có thấy bất tiện, ví dụ tôi muốn mua cái kia nhưng mà lại không được vào chọn. Đấy. Người đứng đây chỉ thì nó cũng có hơi một chút cái bất tiện tí thôi. Hay là muốn mua miếng thịt hay cái tấm đậu này thì chúng tôi không được vào đấy để lựa chọn như thường xuyên. Cả chợ dân sinh dài 300 m, Ủy ban Nhân dân phường Dịch Vọng đã cho lực lượng chức năng kẻ vạch sơn đánh dấu điểm cho người mua hàng và người bán hàng đúng đảm bảo cách xa 2 m. Tuy nhiên, nhiều người không có ý thức đã vượt qua vạch vôi. Ủy ban Nhân dân phường và công an phường đã phải đặt 50 trụ dây như thế này để đảm bảo giữ khoảng cách. Đầu giờ buổi sáng sau khi lực lượng xuống chốt thì sẽ căng dây ra, và đến 6 giờ chiều sau khi là hết ra chốt và khi đó chợ đã nghỉ thì sẽ thu dây và cột về. Sau khi mà hết cách đi xã hội thì chúng tôi sẽ chỉ thu dây thôi. Chứ còn về cái việc mà đảm bảo về trật tự đô thị chợ thì là vẫn thực hiện theo cái vạch kẻ vôi của ủy ban phường đã kẻ. Cả tiểu thương và người đi chợ đều đồng tình việc duy trì hàng rào dây mềm ngay cả khi lệnh cách ly xã hội được gỡ bỏ. Theo họ, việc này đem lại lợi ích để phòng chống dịch bệnh nên duy trì đến khi nào dịch Covid-19 hết hẳn. Theo anh thì nên duy trì khoảng nó lâu dài một chút để cho nó hết hẳn cái Covid-19 đi. Để cho nó tốt thì mình cũng lên duy trì cái này. Em nghĩ là cũng nên như thế. Để giữ khoảng cách đi, khi nào cho nó thật sự nó hết đi, an toàn thì mình quay lại như bình thường. Theo tôi là nếu mà duy trì được cái phong thái như thế này và cái phong cách của những người như mua hàng rồi những chủ hàng bán mà được như thế này thì nó mang cái ý thức nếp sống văn minh và nó cũng tránh được tất cả những cái việc lây nhiễm trong cái việc mà còn các cái dịch sau này nữa chứ không phải không.